Thông tin giá cả thị trường hôm nay có chị đã quan tâm, mời quý chị cùng chúng tôi điểm qua. Giá xoài Úc ở huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa có thời điểm mức 35.000 đến 40.000 đồng kg, thậm chí 50.000 đồng kg. Tuy vậy, năm nay, thị trường Trung Quốc giảm mua khiến giá xoài giảm mạnh chỉ còn từ 10.000 đến 12.000 đồng kg. Huyện Cam Lâm được mệnh danh là thủ phủ xoài của tỉnh Khánh Hòa, cũng như khu vực Nam Trung Bộ. Hiện nay, Cam Lâm có trên 6.000 hectare diện tích xoài, đa số chủ yếu bà con trồng giống xoài út, việc giá giảm mạnh đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người nông dân. Giá heo hơi tại hai miền Bắc-Trung đồng loạt đi ngang, trong khi miền Nam tiếp tục tăng mạnh so với hôm qua. Hiện giá heo hơi được thu mua trong khoảng 52.000 đến 58.000 đồng một ký. Cụ thể, giá heo hơi tại miền Bắc đang dao động trong khoảng từ 53.000 đến 56.000 đồng một ký giá heo hơi tại miền Trung, tây nguyên cũng đang dao động trong khoảng từ 53.000 đến 56.000 đồng một ký. riêng giá heo hơi tại miền Nam dao động trong khoảng từ 52.000 đến 58.000 đồng một ký. Nhiều cửa hàng siêu thị điện máy đang tung ra các ưu đãi cho nhiều mặt hàng nhằm đẩy hàng tồn, tăng doanh số đầu năm. Máy giặt là mặt hàng có mức giảm sâu được này, có mẫu giảm tới nửa giá. Nhiều mẫu máy giặt của các thương hiệu tên tuổi đang được các cửa hàng siêu thị điện máy giảm giá mạnh 50%, chỉ chưa đến 3 triệu đồng. Trong đó, các mẫu máy giặt lồng đứng được giảm giá nhiều nhất